để cứu lần lượt các breakpoint, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 7 năm trong set đấu thứ tư. Tay vật đồng hương của Andy Murray là Johanna Konta cũng có một ngày thi đấu thành công ở nội dung của nữ. Cô thắng Maria sakkari chỉ sau hai set đấu với các tỷ số 6-4 và 6-1. Cùng ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo còn có các tên tuổi khác như Victoria Azarenka, Simona Halep hay tay vợt vừa lên ngôi tại giải pháp mở rộng là Jelena Ostapenko. Ở Tour de France năm 2017, Marcel Kitten cũng là cua rơ đang có phong độ xuất sắc. Anh đã có hai lần cán đích ở vị trí số 1 trước khi bước vào trạng 7 này. Tuy nhiên, sự xuất sắc này vẫn chưa đủ để giúp cho anh có chiếc áo vàng. Thông tin này cũng khép lại phần thể thao trưa của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.